Thưa quý vị, chuyển đổi số trong cơ quan báo chí là con đường phải đi trong xu thế hội nhập. Tuy nhiên, không có công thức chung cho tất cả các cơ quan báo chí, mà trước tiên phải là sự thay đổi trong suy nghĩ và cách làm của người làm báo. Bởi đây là quá trình tất yếu để tồn tại và phát triển. Hiện nay, nhiều cơ quan báo chí đã thực sự đổi mới, thay đổi phương thức làm báo, đưa tin, ứng dụng được công nghệ thông tin, bắt tay sớm và chuyển đổi số. Mỗi cơ quan báo chí cũng cần thay đổi cách nhìn về chính mình trong chuyển đổi số thực hiện chuyển đổi số phải đa dạng hóa thị trường, nguồn thu và xây dựng cơ quan báo chí thực chất để không còn có sự giằng co giữa cũ và mới, đó cũng chính là vấn đề tư duy. Nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay, thời gian qua, các cơ quan báo chí bạc điêu là báo bạc điêu và đài phát thanh truyền hình tỉnh đã tích cực thực hiện chủ trương số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, sử dụng các nền tảng số trong giao dịch, trao đổi, triển khai công việc hạn chế thấp nhất việc sử dụng giấy tờ chân bản hay hội họp nhiều. Cụ thể quá chỉ đạo của Quỹ ban chân tỉnh, đầu tháng 5 năm 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược chuyển đổi số của đơn vị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Đài sẽ áp dụng tiêu chuẩn truyền hình độ phân giải cao, từng bước nâng cấp lên tiêu chuẩn độ phân giải siêu cao theo lộ trình và phù hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia và quốc tế về truyền hình. Đồng thời xây dựng và đầu tư hệ thống sản xuất chương trình với quy mô hiện đại chuyên nghiệp từ các khâu tiền kỳ, hậu kỳ. Hệ thống thiết bị điều khiển, xử lý tín hiệu, máy quay chuyên dụng đáp ứng yêu cầu thực hiện các chương trình trực tiếp quy mô lớn chất lượng cao. Song song đó, xây dựng và hoàn thiện các hệ thống sản xuất đa nền tảng theo hướng cho phép sản xuất chương trình phục vụ cho phát sóng trên các hạ tầng truyền dẫn truyền thống và sản xuất chương trình phân phối trên các nền tảng internet gồm website, mạng xã hội, đẩy mạnh ứng dụng điện toán đám mây, truyền dẫn thế hệ mới 5G và trên nền tảng IP, trí tuệ nhân tạo vào sản xuất, kiểm duyệt, quản lý, lưu trữ chương trình của đài. Chuyển đổi số là hướng đi của thời đại và là nhu cầu tự thân của báo bạc Điêu. Để mở lối thành công, tòa soạn xác định một trong những biện pháp quan trọng là phải phát triển các sản phẩm báo chí số, thiết kế, sáng tạo các sản phẩm thông tin mới trên các nền tảng khác nhau để tăng độ tương tác với độc giả phân phối nội dung thông tin nhanh hơn, trọng hơn và chính xác theo nhu cầu của độc giả. Sau năm 2025, tòa soạn sẽ mở rộng các nội dung chuyên mục đã được xây dựng trên nền tảng số, bảo đảm 80% nội dung được sản xuất riêng cho báo điện tử và theo xu hướng báo chí số. Không thể có công thức chung cho tất cả các cơ quan báo chí. Có những quy trình có thể rất thành công với cơ quan này, nhưng khi áp dụng lại không hiệu quả với cơ quan khác. Bởi vậy, các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông cần có phương án để chỉ đạo xây dựng phù hợp trong việc chuyển đổi số, thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, để từ đó làm chủ nền tảng số, nền tảng truyền thông xã hội, trở thành dòng chảy chính về thông tin, có vai trò định hướng dư luận trên không gian mạng.